25. Trước đây lúc gặp khó khăn, chúng ta đi cầu xin người ta. Giờ có tiền có thế rồi vẫn phải cầu xin người ta. Tính chất không giống nhau. Trước đây cầu xin người ta là để sống sót, bây giờ là để phát triển bản thân. Nếu bây giờ không nắm bắt cơ hội phát triển bản thân, thì tương lai cậu còn phải cầu xin người ta để được tồn tại. Vậy nên tôi thà chịu phạt đứng ở đây. Được, vậy chúng tôi đi đây. Sếp Nhậm, ông không đi gặp họ thật à? Cậu về trước đi. Chú ý động tĩnh của đám người Tôn Hòa Bình. Vâng. Hay là gặp thử đi. Dẫu sao thì cơ hội hiếm có. Lỡ như đám người Tôn Hòa Bình không đợi nữa thì sao? Họ muốn đi thì cứ đi thôi. Cũng không phải là tôi bảo họ tới. Vậy ông không thuyền cỏ mượn tên lại lần nữa sao? Lần này là Khương Thái Công câu cá. Nếu như không cắn câu thì sao? Cậu yên tâm đi. Tôn Hòa Bình còn cố chấp hơn tôi. Cậu có đuổi cũng không đuổi được. Đóng cửa lại. Vâng. Tình hình có hơi không đúng phải không? Có chút sai sai đúng không? Ông Nhậm này có phải quyết tâm muốn đuổi theo Cam Minh không chứ? Đúng thế, lâu như vậy rồi mà. Có lẽ nào họ sẽ ký thỏa thuận hợp tác ngay lập tức, hoặc là đã ký xong thỏa thuận rồi. Cho dù họ ký xong thỏa thuận thì tôi cũng phải thuyết phục ông Nhậm bảo ông ta hủy bỏ thỏa thuận. Tôi đã nghĩ xong rồi. Lát nữa chúng ta đánh bài tình cảm với ông Nhậm. Tôi không tin tham gia sáng lập một doanh nghiệp lớn như vậy lại không có sức hấp dẫn đối với ông ta. Alo. Sếp Nhậm, Tôn Hòa Bình vẫn đang đợi ông. Cũng hơn 5 tiếng đồng hồ rồi, gặp hay không gặp ạ? Vâng. Vâng. Được rồi, tôi biết rồi, không được nhận tiền cọc nữa. Chúng ta đã không đủ cầu rồi, không nghe lời tôi à? Được rồi, không nói với cậu nữa, vậy nhé. Đợi ông cả buổi chiều rồi ông Nhậm, tôi thật sự là quá bận. Vậy vào trong nhà ngồi nhé. Được rồi. Đúng rồi. Trong nhà có hơi nhỏ. Không sao. Ý này là tiếp tục đợi thôi. Tôi đói rồi. Được rồi, anh đừng nói nữa. Chấp hành theo văn kiện.
Uống nước không? Tôi không uống. Đúng rồi, chủ nhiệm Đinh. Anh nói với sếp Chu tôi muốn tham gia, muốn nói chuyện cho cuộc họp này. Suy nghĩ trung tâm chính là sử dụng chính sách vừa đủ vừa linh hoạt. Đúng đúng. Được. Hiếm lắm mới về nhà một lần mà nhiều chuyện công vậy. Tôi mệt thay anh luôn đấy. Thì còn cách nào khác chứ? Công việc vẫn phải xử lý thôi. Có chuyện gì cô nói mau đi, tôi còn phải về ký túc xá nghỉ nữa. Về đâu chứ? Anh không thể ở nhà một đêm à? Được, vậy chúng ta nói chuyện. Ông Nhậm, đến bàn chuyện công chuyện cũ thì miễn đi. Nói đi. Sếp Nhậm, ông ăn cơm của ông, tôi nói chuyện của tôi. Biết ông bận nên tôi sẽ không làm lỡ thời gian quý báu của ông. Nói xong chúng tôi sẽ đi ngay. Chủ yếu là muốn cho ông và Hồng Tinh thêm một lựa chọn nữa. Không có gì phải chọn cả. Hiện tại chúng tôi đang bàn chuyện hợp tác với Cam Minh. Bàn cũng không đến nỗi nào. Bọn họ chính là sự lựa chọn rất tốt của chúng tôi. Nhưng không phải là lựa chọn tốt nhất. Ý gì thế? Sếp Nhậm, ông hợp tác với Cam Minh tất nhiên là rất tốt. Nhưng đối với xe tải Hồng Tinh mà nói, có lẽ có sự lựa chọn tốt hơn nữa đấy. Có sao? Có chứ. Vậy nên chúng tôi mới đặc biệt tới đây là muốn giúp cho nhà máy lắp ráp Hồng Tinh một vài khả năng mới. Ông cứ nghe thử ý kiến của chúng tôi xem sao. Vậy hai người nói đi, cứ nói tự nhiên. Sếp Nhậm, Tần Tâm Đình, cô có thể đừng quấy rối như vậy nữa được không? Thư cô viết cho Chủ tịch tỉnh Lưu Hồng Xuyên hay lắm. Nói tác phong sống của tôi có vấn đề còn muốn cách chức tôi. Cô nghĩ sao vậy? Tác phong sống của anh không có vấn đề gì sao? Thế Kỳ Tiểu Hoa là ý gì? Lại là Kỳ Tiểu Hoa. Hôn nhân của chúng ta đi đến bước đường này liên quan gì đến Kỳ Tiểu Hoa sao? Sao lại không liên quan chứ? Kỳ Tiểu Hoa nói anh thích cô ta. Bây giờ Hồng Tinh vội vàng gia nhập Cam Minh, tôi thấy không có gì kỳ lạ cả. Giống như chúng tôi năm đó, không thể không đi cậy nhờ tập đoàn vậy thôi. Nhưng điểm không giống đó là nhà máy năm đó thật sự không còn sự lựa chọn nào khác. Nhà máy đình trệ, ngừng sản xuất, ngân hàng dừng cho vay, vỡ nợ. Nhưng tình hình hiện tại của Hồng Tinh thì lại khác. Hồng Tinh không gặp phải vấn đề sống sót. Sếp Nhật, Hồng Tinh ở thị trường trong nước là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tập đoàn. Thị trường nước ngoài, thị trường Âu Mỹ thì không nói rồi. Thị trường Đông Nam Á, Tây Bắc Á thì các ông đã đánh vào rồi. Các ông có khả năng trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh. Chủ tịch Tôn, lời cậu nói ban nãy, nếu như tôi không có cái bát cơm này đè xuống thì đã bay lên rồi. Cảm ơn nhé. Nhưng tôi nghĩ Cam Minh chính là một doanh nghiệp lớn. Nhưng không phải là doanh nghiệp mà ông tham gia sáng lập. Nếu ông tham gia Cam Minh, thì ông sẽ trở thành một phần của Cam Minh. Vậy thì trên danh mục những doanh nghiệp lớn của công nghiệp Trung Quốc sẽ không có Hồng Tinh rồi. Thật ra các ông vẫn còn một sự lựa chọn khác. Chính là ông đích thân tham gia sáng lập một doanh nghiệp lớn. Doanh nghiệp lớn mang thương hiệu quốc gia. Thế doanh nghiệp lớn mang thương hiệu quốc gia có phải là tập đoàn không? Tất nhiên không phải rồi. Doanh nghiệp lớn này là nhà máy. Nhà máy không phải cũng là dưới trướng tập đoàn sao? Không phải sao? Vậy thì tương lai nhà máy chắc chắn sẽ tách ra khỏi tập đoàn. Nếu không, tôi tìm ông cũng không có ý nghĩa gì rồi. Ý gì vậy? Không phải chứ. Các cậu muốn độc lập à? Nhà máy các cô muốn ra khỏi tập đoàn à? Không đến nỗi độc lập. Nói chính xác thì chắc là tách rời. Cái này dễ nghe một chút, nhưng không phải là cùng một đạo lý sao? Không phải. Nhà máy và tập đoàn là quan hệ trực thuộc, giống như kiểu kết bạn ăn cơm vậy. Chúng tôi không tồn tại quan hệ thành tâm cống hiến, cho nên cho dù có một ngày tách ra, cũng không thể dùng từ độc lập để định nghĩa.
Vậy thì tách ra. Kỳ Tiểu Hoa đẹp biết mấy, dịu dàng biết mấy, nữ tính biết mấy. Anh ở với cô ta vui biết mấy. Đúng là vui vẻ thoải mái. Kỳ Tiểu Hoa nói gì cô cũng tin à? Giữa hai vợ chồng chúng ta có niềm tin cơ bản nhất không hả? Hai chúng ta nhiều năm nay có Kỳ Tiểu Hoa ở bên cạnh, quẩn tới quẩn lui làm sao tôi tin anh được chứ? Không tin tôi cũng không sao, nhưng ít ra cũng đừng đi khắp nơi hại tôi chứ. Sếp Nhậm, ông là lãnh đạo cũ của tôi. Tôi biết, ông là chuyên gia thiết bị xe tải của nước ta. Vì doanh nghiệp lắp ráp mà cống hiến tinh thần và sức lực cả đời mình. 10 năm trước, ông không phải là giữ gìn thương hiệu của xe tải Hồng Tinh mà đã từ chối việc Cam Minh trả lương cao cho ông sao? Lúc ông đàm phán với Cam Minh, tôi cũng ở đó mà. Hơn nữa, cho dù bộ phận liên quan đã đồng ý nhập vào Cam Minh, thì không phải ông vẫn kiên quyết từ chối đấy sao? Sếp Tiền, tôi gọi cô một tiếng sếp Tiền, không nói chuyện quá khứ, chỉ nói suy nghĩ hiện tại của các người thôi. Sếp Nhập, suy nghĩ hiện tại của tôi chính là đem lắp ráp Hồng Tinh điều chỉnh gia nhập tập đoàn nhà máy. Dùng nền tảng góp vốn của công ty cổ phần sản xuất máy móc, tăng cường đầu tư, làm cho Hồng Tinh lớn mạnh, cuối cùng hình thành nên việc hợp nhất công ty cổ phần sản xuất máy móc lắp ráp Hồng Tinh và công ty Hy Vọng thành một. Lấy danh nghĩa của tập đoàn nhà máy lên sàn ở hai nơi trong nước và Hồng Kông, thực hiện đôi bên cùng có lợi. Tập đoàn nhà máy tương lai sẽ thực hành cơ chế sở hữu chung hỗn hợp khuyến khích vốn cổ phần, tập thể tầng lớp quản lý cao cấp nắm giữ cổ phần, nhân viên nắm giữ cổ phần. Lưu Tất Định đã đề cập đến nó với tôi từ trước rồi. Hệ thống hiện tại của nhà máy là sở hữu chung hỗn hợp, cơ chế quản lý của quản lý cấp cao rất hiệu quả. Tôi biết cái này. Các cô nghiên cứu về tôi, thì tôi cũng nghiên cứu về các cô, đúng không? Sếp Nhậm, lẽ ra chúng ta nên gặp nhau từ sớm. 2 năm trước chúng tôi đã đuổi theo ông. Tiêu Hà đuổi theo Hàn Tín dưới trăng. Việc này đã thành điểm cố mới trong ngành sản xuất máy móc hạng nặng Hán Giang. Khoan đã, đêm đó có trăng à? Tôi nhớ hình như không có. Lúc đó hẳn là điều may. Dù sao thì Chủ tịch Tôn có đuổi theo ông đúng không? Hôm nay chúng tôi đã đợi hơn 5 giờ dưới nhà. Nói là trình môn lập tuyết cũng không ngoan đi. Trình môn lập tuyết nghĩa là gì? Đó là một điển cố. Nó nói về một học sĩ lớn thời Bắc Tống tên là Dương Thời đến thăm người thầy Trình Di của mình. Nhưng thầy giáo lại đang ngủ, ông ấy bèn đứng đợi ở cửa. Ai mà ngờ tuyết rơi cả đêm. Ngày hôm sau khi người thầy thức dậy, ông ấy đã biến thành người tuyết. Nhưng hôm nay tôi không ngủ, tôi đang ăn mà. Ngoài trời cũng không có tuyết đúng không? Chủ tịch Tôn, cậu là Dương Thời ngày nay, nhưng tôi chưa chắc là Trình Di. Ông anh à, tôi không cần ông trả lời tôi ngay. Tôi chỉ mong sau này khi ông đưa ra quyết định gì thì có thêm một sự lựa chọn. Nói xong chưa? Nói xong rồi. Vậy tôi cũng đưa ra một câu hỏi. Xin mời. Công ty Hy Vọng của Lưu Tất Định có phải đã rơi vào tay các cậu không? Đã bàn bạc sắp xong rồi, chỉ chưa ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Tạm thời chưa ký. Tại sao? Mọi người nghĩ gì? Không có sự chấp thuận của ông anh thì không vào được Hồng Tinh. Vậy cổ phần của công ty Hy Vọng còn có ý nghĩa gì nữa? Cậu hiểu rõ đấy. Dương Liễu, tôi cảm thấy anh phải cảm ơn tôi. Cảm ơn cô. Giờ tôi cho anh một cơ hội ôn lại chuyện xưa. Dù giấc mơ cũ này hơi buồn, hơn nữa còn có chút mùi mốc của lịch sử. Nhưng nó luôn khiến người ta khó quên. Đặc biệt là một người như anh, đúng không? Tần Tâm Đình, không nói nữa. Cô nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Đứng lại.
Không phải nói muốn ly hôn sao? Hôm nay chúng ta chia tài sản đi. Tần Tâm Đình, sao cô có thể như vậy chứ? Nửa đêm rồi mà cô cứ thích gì làm nấy. Tôi không thể biết được cô sẽ làm gì tiếp theo. Đợi đến khi anh biết tôi muốn làm gì thì tôi không thể làm bất cứ điều gì được nữa. Ngay lập tức chia tài sản đi. Chị dâu, có phải ông Nhậm bây giờ cứ thích cau có không? Ông ấy lúc nào cũng vậy mà. Chị nói ông ấy đừng làm vậy nữa đi. Vậy cô nói ông ấy thay tôi đi. Tôi đâu dám. Ông ấy là lãnh đạo cũ của tôi. Em không cần bê, để cô ấy bê là được rồi. Em mang ra cho họ một chút. Được rồi, cảm ơn chị dâu. Được rồi, nào nào, ăn dưa hấu đi. Lấy một miếng nào. Được rồi, cảm ơn. Rất ngọt. Khá ngon. Công ty cổ phần sản xuất máy móc hợp nhất với công ty Hy Vọng và nhà máy Hồng Tinh sẽ trở thành tập đoàn niêm yết có năng lực hợp nhất. Vậy tập đoàn phải làm thế nào? Việc này cũng dễ thôi. Đây là công việc hiện tại mà chúng tôi vẫn đang thực hiện. Chúng tôi đang xin chuyển nhượng vốn nhà nước của nhà máy từ tập đoàn sang cho Ủy ban Giám sát Quản lý Tài sản Nhà nước tỉnh trực tiếp quản lý. Như vậy sẽ hình thành hai công ty tập đoàn song song. Vậy thì sau này quan hệ giữa hai tập đoàn hợp tác hay là cạnh tranh? Có thể là hợp tác, cũng có thể là cạnh tranh, cứ theo tự nhiên thôi. Thích nghi với kinh tế thị trường. Chủ tịch Tôn, Hồng Tinh và xe tải Hán Giang ở trên thị trường luôn đấu đá với nhau, gần như là chỉ một trong hai được sống. Còn nhà máy, lúc nãy cậu cũng nói tập đoàn đã cứu các cậu. Dương Liễu của tập đoàn lại là bạn học cũ của các cậu, đúng không? Ngay lúc này, cậu lại quay sang hợp tác với Hồng Tinh chúng tôi. Vậy thì cậu phải mang theo danh xấu là bất nhân bất nghĩa. Lòng cậu có thanh thản không? Ông anh à, đây là hai chuyện khác nhau. Nó không liên quan gì đến lòng tôi cả. Một doanh nghiệp lớn phát triển phải đi kèm với rất nhiều sự cố gắng, thậm chí cùng máu và nước mắt. Nếu người bạn học cũ này của tôi cảm thấy tôi phản bội, vậy thì chỉ có thể là bất đồng quan điểm, khó lòng hợp tác thôi. Được rồi. Nào, ăn dưa hấu đi. Chị dâu, đây là xếp điền của công ty chúng tôi. Chị dâu, xếp điền. Cảm ơn chị dâu, không có gì. Trên tầng họ nói chuyện thế nào rồi? Rất sôi nổi. Các cậu ăn đi, ăn dưa hấu đi. Cảm ơn chị dâu, không có gì. Rất sôi nổi nghĩa là sao? Cho chúng ta ăn dưa hấu nghĩa là sao nhỉ? Quần chúng hóng chuyện. Để chỗ tôi đi. Ông Nhập, trước đó tôi làm việc cho Hồng Tinh, sau đó tôi đến nhà máy. Có phải ông không vui không? Đâu chỉ không vui, tôi rất tức giận. Tôi xin trịnh trọng nói với ông một tiếng xin lỗi. Nhưng mà nói một câu thật lòng, tôi không nghĩ việc tôi rời khỏi Hồng Tinh là một sự phản bội. Đương nhiên đó là ngoại trừ việc tôi là một người lớn lên từ nhà máy. Nhưng quan trọng hơn là tôi luôn nghĩ giấc mơ của nhà máy và giấc mơ của nhà máy Hồng Tinh là giống nhau. Chủ tịch Tôn của chúng tôi và ông cũng giống nhau. Hai người đều nghĩ cùng một việc, mơ cùng một giấc mơ. Nếu tôi làm việc tốt ở nhà máy, tôi cũng có thể giúp ngược lại Hồng Tinh. Sao ông cứ phải dùng những chữ trung nghĩa nhân hiếu để ràng buộc chúng tôi thế? Ông như vậy là quá hẹp hòi, đúng không? Cô ấy nói rất đúng, nói đúng hơn rồi. Được rồi, tôi đã biết ý của hai người. Chủ tịch Tôn, để tôi suy nghĩ thêm nhé. Để tôi bàn bạc lại với người của tôi. Nhưng mà tôi kiến nghị là hợp đồng với công ty Hy Vọng, cậu nên nhanh chóng ký kết đi, tránh để lâu lại phát sinh chuyện, đúng chứ? Ông anh, cảm ơn vì lời nhắc nhở.
Không, tôi không hứa hẹn gì với cậu cả. Ông không hứa hẹn gì cả. Chúng tôi cũng chưa nói gì cả. Ông anh, chúng tôi lặn lội đường xa đến đây. Vậy thì có thể đến nhà máy tham quan được không? Phải phải, các cậu lặn lội đường xa đến đây. Ta ăn dưa hấu trước đi. Nào nào, ăn đi. Dưa hấu này khá ngọt. Ăn đi. Cái này tốt thật. Cái này từ đâu vậy? Tôn Hòa Bình tặng. Mua được ở chợ đồ cũ. Nhớ ra rồi. Đây là quà cưới cho chúng ta. Thật đáng tiếc. Nó chỉ có một. Cái này không cần chia. Cô thích thì lấy đi. Thế thì sao được? Không phải sẽ thiệt thòi cho anh sao? Người như anh sao có thể chịu thiệt thòi? Sao tôi không thể chịu thiệt? Tôi đến với cô còn chưa chịu đủ thiệt thòi sao? Vậy nên anh mới bị bệnh trầm cảm. Được được, không nói nữa. Hay là thế này đi. Đưa nó cho tôi, coi như là lời cho tôi. Lời cho anh à? Bí thư Dương, sao anh trơ trẽn như vậy? Bí thư Dương, tất cả những thứ chúng ta không thể phân chia được, chi bằng cứ xử lý thế này đi. Ôi trời. Sếp Lý à, vậy chúng ta hẹn gặp ngày khác đi. Tuần sau được không? Tuần này thì chắc tôi không đến được rồi. Chào buổi sáng sếp Mã. Người của cả ba công ty cổ phần đã tới đây rồi. Không chỉ vậy, người của Hôi Thạch hôm nay cũng tới đây. Đúng rồi, Chủ tịch Mã của chúng tôi cũng nói là 8 triệu của công ty phát triển Hán Hoa đã chuẩn bị xong để xem xét giao cho bên anh rồi. Được rồi, không cần cảm ơn đâu. Vậy được, đích thân chủ tịch Mã sẽ liên lạc với bên anh. Được rồi, tạm biệt. Ai vậy? Sếp của cổ phần Thượng Hải mà năm ngoái đã tới công ty ta đấy. Cái lão béo ấy ẻo lả ấy ư? Đúng vậy, ông ta đến chỗ chúng ta nhận xét tận tình, còn nói công ty chúng ta là mô hình công ty nhỏ gọn, tiết kiệm không gian nữa chứ. Dưa này ngọt thật đấy, nếm thử đi. Alo, em gái à? Ai đây? Em gái nào đây? Sao mà thắm thiết thế? Em gái Tiểu Hoa, Kỳ Tiểu Hoa đấy. Em gái, em nói đi. Em nghe nói tất định sẽ chuyển giao quyền sở hữu cổ phần công ty Hy Vọng vào tay anh đúng không? Nhà máy của các anh có phải đang muốn đi cửa sau để được niêm yết không? Nghe ai nói vậy? Lưu Tất Định nói với em như thế à? Đừng nhắc đến Lưu Tất Định trước mặt em nữa. Bây giờ em đang hỏi anh đấy. Em hỏi anh thì chi bằng đi hỏi anh ta đi. Việc anh ta có đổi ý hay không còn chưa biết trước được nữa. Thì hai chúng ta trao đổi với nhau chút thôi mà. Em nói cho anh biết, quyền sở hữu cổ phần này rơi vào tay ai thì em cũng chẳng quan tâm. Chỉ là sếp Ngô của công ty chứng khoán em đang làm việc cứ văng khăng bắt em phải đi hỏi anh. Anh cũng không thể nói cho em biết được. Cái này là bí mật kinh doanh. Vũ Văn Phát,
Bây giờ chúng ta không thể tiết kiệm chặt chẽ được nữa. Nhân đại doanh quan tâm nhất tới vấn đề chi tiền. Lần đầu tiên tôi tới gặp mặt bọn họ đã nói vậy rồi. Muốn đầu tư cho chúng ta 50 triệu, yêu cầu chúng ta phải chi tiền bằng hết trong vòng một năm. Vậy thì lại được quá. Kiếm tiền đã kiếm không nổi rồi thì tiêu tiền ai mà chẳng làm được chứ. Nhưng mà số tiền đó cũng không được tiêu một cách vô ích, người ta cũng phải đề ra điều kiện. Điều kiện là số người dùng lập tài khoản trong vòng một năm phải tăng thêm 10 triệu. Cái này thì chúng ta không dám bảo đảm. Anh dám bảo đảm cái gì chứ? Đây không phải đều là cuộc sống của tôi hay sao? Tôi đã giao cho họ đi đưa kế hoạch rồi, vậy được. Còn nữa, anh đi dọn dẹp phòng họp nhỏ trên tầng 3 đi. Tôi sẽ lấy phòng đó làm phòng làm việc. Chúng ta không thể tiếp tục dùng chung một căn phòng làm việc được nữa. Ngộ nhỡ người của nhân đại doanh nhìn thấy lại nghi ngờ chúng ta làm việc và chi tiền không dứt khoát. Được, tôi sẽ cho người đi dọn ngay lập tức. Đợi một lát. Dưới tầng đang có chuyện gì thế? Tại sao lại có bức ảnh của mẹ tôi vậy? Không phải tôi đã nói không được treo nó lên hay sao? Không phải là do bà ấy không đồng ý sao? Còn đến tận công ty làm bầm lên nữa. Nhưng mà cửa hàng trung tâm của người ta thực sự là số 1 nhé. Bà ấy là người học gì ra đấy? Đi từ người mai mối nghiệp sư lên thành bà mối lão luyện đấy. Nhưng mà bà ấy có thể đã từ bỏ cái sở thích làm thám tử nghiệp sư của mình rồi nhỉ? Chủ tịch Mã, cô cứ yêu đương hạnh phúc trong bí mật đi. Hạnh phúc cái gì chứ? Hạnh phúc là bố tôi ấy. Em gái à, hôm qua anh đi thăm chồng cũ của em. Tinh thần của Tất Định rất tốt. Xem ra quản ngục rất biết cách đãi ngộ đối với phạm nhân. Vậy sao? Vậy sao anh không vào đó để được bao nuôi một thời gian? Anh nói cho em biết đi. Nhà máy có phải đang muốn đi cửa sau để niêm yết trong nước không? Nếu thật sự anh có ý định như vậy thì hãy nghĩ đến công ty em. Để bên em giúp anh sắp xếp thì sẽ dễ dàng bàn bạc về phí thỏa thuận niêm yết hơn. Anh nhờ bên em sắp xếp để làm gì chứ? Em gái à, anh nghe nói em với Dương Liễu đang muốn khơi lại đống cho tàn. Sao vậy? Anh ghen à? Anh ghen để làm gì? Bây giờ em cũng thấy tình hình rõ ràng là anh có tương lai hơn hẳn so với Dương Liễu mà. Thật sao? Xem lại không nhận ra nhỉ? Em xem đấy, đến cả chức cán bộ cấp cục của Đảng Dân Chủ. Em đoán xem anh nhận được bao nhiêu phiếu bầu nào? Trong 88 cán bộ trên cấp phó sở của tập đoàn tham gia đợt bầu cử thì anh nhận được 86 phiếu bầu đấy. Theo dự đoán của anh, ngoại trừ Dương Liễu với Chu Đáo không bỏ phiếu cho anh thì tất cả những người còn lại đều bầu cho anh. Thật sao? Làm em thật sự rất kinh ngạc đấy. Cái này thì có gì phải bất ngờ? Nó chỉ có thể chứng minh được là mắt nhìn người của mọi người rất chính xác thôi. Tỉnh mộng đi anh ơi. Cái đó là do có người muốn đá anh ra khỏi cục đấy. Cái gì mà đá ra khỏi cục? Em gái à, em nói rõ ràng ra cho nghe nào, có nghĩa là như thế nào? À, không có gì đâu, em chỉ thuận miệng nói vậy thôi, anh đừng cho là thật nhé. Em không hề thuận miệng mà nói. Em gái, đây là em không cẩn thận, làm lộ bí mật rồi phải không? Cái gì cơ, anh lấy Tôn Hòa Bình ra để cho mẹ tôi làm thực nghiệm hay sao? Bà già này động lực cao lắm. Bà ấy vừa tổ chức một cuộc thi sáng tạo quy mô lớn ở cửa hàng trung tâm đấy. Ôi trời ơi, anh mau đi chặn lại ngay đi. Anh không sợ Tôn Hòa Bình lại tìm tới cửa à? Cô nghĩ rằng tôi giống cô sao? Tôi chắc chắn sẽ không gây họa giống cô đâu. Cuộc thi đấu nội bộ thôi, nó chỉ tổ chức trong nội bộ thôi, hiểu không? Chuyện này tuyệt đối không được để cho Tôn Hòa Bình biết. Tiếp nữa, anh nói với mẹ tôi là bà ấy chỉ được đưa ra kế hoạch, không được phép trao đổi trực tiếp với khách hàng này. Tôi biết rồi, yên tâm đi. Có chuyện gì vậy? Quản lý Lưu, tôi với anh Vu vừa nhắc tới mẹ. Nói gì thế? Lại nói xấu về mẹ chứ gì? Phá hỏng chuyện tốt của mẹ à? Mã gì? Mẹ nói cho con biết, mẹ là mẹ ruột của con đấy. Không cần mẹ phải nhắc, đây là chuyện do số mệnh sắp xếp, cũng là sự thật mà cho dù con muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Biết thế là tốt, đừng có lúc nào cũng nghĩ cách chống đối không nghe lời mẹ. Con thử nói xem sao kiếp này mẹ lại xui xẻo thế cơ chứ, lại động phải hai bố con. Mẹ gia nhập vào công ty đôi cánh tình yêu của con, mẹ cũng phải giữ thể diện cho mình, tiền của mẹ toàn là để phục vụ cho con hết. Còn con thì hay rồi, chẳng bao giờ biết cảm ơn mẹ già này lấy một câu, lúc nào cũng luôn miệng chê mẹ chỗ này không tốt chỗ kia không được. Mẹ có nhiều tật xấu thế cơ à? Quản lý Lưu, thế này đi. Lúc làm việc thì chúng ta không bàn chuyện riêng có được không? Mẹ đâu có nói chuyện riêng với con, những điều mẹ nói toàn là việc chính đây thôi. Không phải con muốn sắp xếp một buổi gặp mặt miễn phí cho sếp Tần hay sao? Mẹ vừa nghĩ đến một người cực kỳ hợp với cô ấy, chính là cậu họ thứ ba của con đấy. Bảo tôi không ở đây nhé.
không được, cái này... Mẹ đang nói chuyện làm hoàng với con đấy. Alo, quản lý Lưu, là cháu ạ. Cậu Vu à, cậu bảo Mã Di nghe điện thoại đi. Sếp Mã có việc vừa ra ngoài rồi ạ, có chuyện gì thì bác nói với cháu. Cậu đang lừa ai đấy, đi ra ngoài mà không cầm theo điện thoại à? Vừa mới chớp mắt một cái sao đi nhanh thế được, bây giờ nó đang ở cạnh cậu, bắt cậu nghe điện thoại phải không? Vậy những lời này có nghĩa là đang có người động tay động chân vào quá trình tiến cử. Chẳng trách Dương Liễu lại hỏi tôi là tôi có nỡ tách ra khỏi tập đoàn không. Xem ra có vẻ như người ta muốn đá gấp cậu ra khỏi cục lắm rồi. Có khi nào lần này chúng ta quay về, tập đoàn sẽ mở một bữa tiệc chia tay cho cậu luôn không? Có thể. Nếu như có khả năng này thì tôi đề nghị ba chúng ta quay về ngay lập tức. Nói đùa gì thế? Nếu như chúng ta về bây giờ thì Nhậm Diên An sẽ nghĩ thế nào? Đừng quan tâm đến việc người ta nghĩ như thế nào. Bây giờ chúng ta phải đối diện với rủi ro của chính mình đi. Rủi ro hả? Có rủi ro thì cũng có cơ hội. Lần này Nhậm Diên An cho chúng ta một cơ hội ngàn năm có một. Nếu như chúng ta muốn từ bỏ thì đó là một điều ngu ngốc. Bất cứ ai trong ba chúng ta cũng không được đi. Nhất định phải thể hiện được quyết tâm và thành ý của chúng ta. Trong lúc thăm tù, tất định không có điều gì khác thường chứ? Không có ạ. Không, có một chút bất thường đấy. Lưu Tất Định thấy bất ngờ trước mức giá mà chúng ta báo cho anh ta. Hiện tại đối thủ duy nhất của chúng ta là nhà máy. Chủ tịch Tôn kia hiện giờ đang ở đâu? Có lẽ là đang ở Hồng Tinh. Có lẽ. Tôi lập tức liên hệ với tỉnh Tây Xuyên. Đừng. Trực tiếp liên hệ với chủ tịch Thang Gia Hòa của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Bây giờ nghĩ lại, vẫn còn thấy khiếp sợ. Ai mà biết được Bạch Tình lại là gián điệp của công ty Gen Z cơ chứ. Năm đó anh đã cảm thấy rằng nội bộ công ty này có nội gián. Nhưng mà mọi việc diễn ra nhanh quá. Hơn nữa cứ hết việc này đến việc khác lũ lượt kéo đến. Nếu anh không bắt được người này, đến khi vào tù, có thời gian rồi, anh mới đem chuyện này truy cứu lại một lượt. Ai anh cũng từng nghĩ đến rồi. Nhưng mà anh lại không ngờ rằng người này lại là Bạch Tình. Bởi vì lúc đó cô ta lúc nào cũng làm việc bên cạnh anh. Cô ta thường xuyên gửi thông tin cho Gen Sách, khiến cho Hồng Viễn và anh lúc nào cũng trong trạng thái bị động. Đúng vậy. Nếu không thế thì Gen Sách cũng không chắc chắn báo giá 400 triệu. Bởi vì Bạch Tình biết chỉ cần trong tay anh có 400 triệu thì anh liền có thể quay vòng dòng vốn. Có điều vẫn may lúc đó, anh vì để lợi nhuận có thể đạt cao nhất, cứ phân vân mãi vấn đề giá của Dương Liễu và Tôn Hòa Bình. Nếu không thì anh đã bán rẻ Hồng Tinh đi rồi. Vậy giờ bên cạnh anh đã không còn gián điệp rồi, tức là sẽ có 1,4 tỷ thôi, đúng. Hơn nữa lần này Gen Z biểu hiện vô cùng chủ động, vô cùng khẩn thiết. Vậy thì chúng ta sẽ bán cổ phần cho Gen Z không? Anh cho rằng bản thân là một người tự trọng. Anh sẽ bán cho Tôn Hòa Bình. Có điều anh lo rằng Tôn Hòa Bình sẽ không qua nổi ải của Thang Gia Hòa. Bởi vì Thang Gia Hòa và Gen Sách vẫn luôn nhập nhằng với nhau. Nhưng mà anh, không phải anh đã từng nói vốn thì không có biên giới hay sao? Nhưng mà anh không chịu được việc Gen Sách cứ lừa dối và tống tiền anh như thế, đúng không? Anh ta còn đưa tay chân của anh ta vào trong đội ngũ nòng cốt của anh. Vậy thì chúng ta sẽ bán cổ phần cho Tôn Hòa Bình. Đúng. Chỉ có nhà máy, cũng chỉ có Tôn Hòa Bình mới có thể đối phó với những người vô liêm sỉ giống như Gen Sách trong tương lai. Có điều về phía tập đoàn, có thể cho Tôn Hòa Bình thuận lợi thực hiện giao dịch cổ phần này hay không? Được quá em gái, có tiến bộ. Bây giờ cũng biết tư duy vấn đề một cách toàn diện rồi. Đương nhiên rồi, em cũng có đầu óc kinh doanh của nhà họ Lưu chúng ta đấy. Đừng có mà khinh thường em. Với sự hiểu biết của anh về Dương Liễu và Chu Đáo, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản Tôn Hòa Bình. Nhưng mà anh nghĩ con khỉ Tôn Hòa Bình này nhất định sẽ tìm ra cách, bao gồm cả việc xử sự với Thang Gia Hòa. Còn cả về phía Hồng Tinh nữa. Anh à, anh từng nói Thang Gia Hòa sẽ không hoan nghênh Tôn Hòa Bình. Nhưng mà Nhậm Diên An hoan nghênh cậu ta. Mấy năm nay ông Nhậm khổ sở để chống đỡ cho Hồng Tinh. Chỉ cần hai người họ có thể hợp tác cùng nhau.
thì điều này có thể thực hiện được. Chủ tịch Tôn, sếp Điền, con người tôi khá là lạc hậu, vẫn cứ là chủ trương sản xuất trước sinh sống sau. Vậy nên trong lúc sinh sống đã mắc nợ không ít. Tối hôm qua, thôn mới của Hồng Tinh khiến các cậu thất vọng rồi đúng không? Không có gì thất vọng cả. Nhà máy của chúng tôi trước đây cũng như thế này. Chúng tôi đều là như thế đi lên cả. Nhưng mà ông anh này, đã thời đại này rồi mà ông vẫn còn giữ được cho khu công nhân cũ kỹ này, không quên đi tâm huyết ban đầu. Về điểm này tôi thật sự khâm phục anh đó. Đúng vậy đấy. Tối hôm qua chủ tịch Tôn lúc về còn nói là không được để mất tinh thần gian khổ phấn đấu của Hồng Tinh. Sếp Tiền nói rất đúng. Không được để mất, nhất định không được mất. Đi thôi. Đến phía trước xem một chút. Được, đi đi. Chúng ta lên phía trước xem. Mời, mời, xin mời. Tài liệu của đội thí nghiệm ba cao nhà máy quả nhiên làm rất tốt. Vậy thì để Tiền Bình là người đầu tiên lên sân khấu trình bày nhé. Được. Có điều thời gian của báo cáo này đừng vội xác định. Tiền Bình còn đang tham gia một hoạt động ở nhà máy lắp ráp Hồng Tinh. Hoạt động gì vậy? Kỷ niệm ngày thành lập nhà máy. Ngày thành lập nhà máy. Tiền Bình không phải là Tôn Hòa Bình phái tới nhà máy lắp ráp Hồng Tinh để làm liên lạc viên đấy chứ? Chú Đáo, có phải anh lại phát hiện ra manh mối gì không? Không phải. Hôm qua tất cả đầu não của nhà máy đột nhiên đều biến mất. Không chỉ có Tiền Bình, trong đầu não còn có Văn Chương nữa. Đều biến mất. Vậy Tôn Hòa Bình và Điền Dã ở đâu? Bên Bình Châu nói là hai người đó vì làm báo cáo tài chính cho nhà máy nên đã đi Hồng Kông rồi. Không biết ngày về. Không biết ngày về. Anh xem tôi làm thế nào để con khỉ họ Tôn này nhảy ra. Alo, Bí Thư Dương. Alo, Hòa Bình. Đang ở đâu thế? Tôi đang ở Hồng Kông đây. Alo. Alo, Hòa Bình. Tín hiệu không được tốt. Cậu đổi điện thoại gọi lại cho tôi đi. Tôi có việc quan trọng cần tìm cậu. Đổi điện thoại đi. Hoạt động kinh doanh chính của toàn khu vẫn như những gì mọi người thấy ngày hôm qua. Để tôi xem cậu ta đổi điện thoại gì. Nếu như là điện thoại bàn thì sẽ lộ ra vị trí. Cậu ta không ngốc thế đâu. Anh đừng nói, đôi khi cậu ta cũng rất ngốc. Người này rất bất cẩn, thường hay không để ý chi tiết. Không sao, tôi sẽ tiếp tục giảng cho mọi người. Được thôi, cô nhìn xem cái này. Nó vẫn là điện thoại di động. Số điện thoại của Tiền Bình. Alo. Bí Thư Dương. Anh nghe được chưa? Nghe được rồi, được rồi. Cậu nói đi, Bí Thư Dương. Anh ra chỉ thị đi. Là thế này, Hòa Bình. Đảng ủy tập đoàn muốn mở một cuộc họp gồm cả tỉnh ủy, ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh và hàng loạt chỉ đạo quan trọng để xây dựng chính quyền trong sạch. Cậu xong việc ở Hồng Kông thì mau chóng quay về họp, đừng nghỉ phép nữa. Vâng. Điện thoại của Tiền Bình. Vậy thì cậu xác nhận được rồi, cậu ta ở Tây Xuyên, rõ ràng là ở Tây Xuyên, nhưng lại nói dối với chúng ta đang ở Hồng Kông. Còn khỉ họ Tôn này, chạy tới Tây Xuyên, chắc không phải là đi du ngoạn núi non sông nước. Cái này còn cần phải nói sao? Nhưng mà xem ra vốn cổ phần của công ty Hy Vọng đối với nhà máy mà nói không phải là vấn đề. Phòng bị tới lui. Vẫn để con khỉ họ Tôn một cú lộn nhào vượt ra ngoài. Theo anh thì Tôn Hòa Bình cùng với Điền Xã và Tiền Bình đột nhiên nhảy dù xuống Hồng Tinh là cậu ta xuống nước cờ gì? Cờ hiểm. Cậu ta đưa lá bài này cho Nhậm Diên An xem.
Nhậm Diên An đó sẽ phản ứng như thế nào? Tôn Hòa Bình là kẻ điên, nhưng Nhậm Diên An không thế. Người này không dễ đối phó. Này, nói với cậu một chuyện. Chuyện gì? Tối hôm qua Dương Liễu gọi điện thoại cho tôi để kiểm tra. Không sao, chẳng phải hôm nay anh ta cũng gọi điện để kiểm tra tôi rồi sao? Tôi muốn nói chính là chuyện này. Cậu trả lời cuộc gọi bằng điện thoại của tôi, anh ta biết tôi ở đây. Cậu nói cậu ở Hồng Kông, tôi cũng nói tôi ở Hồng Kông, nhưng điện thoại của tôi để lộ cậu rồi. Không phải, vậy sao cậu đưa điện thoại cho tôi? Cậu đổ tội cho tôi à? Cậu thoáng cái đã giật điện thoại của tôi đi rồi, còn chưa kể lúc ấy ông Nhậm vẫn còn ở đó. Điều này tệ đây, lại để anh ta nắm thóp rồi. Thóp gì vậy? Không có gì. Để tập đoàn bắt được rồi à? Không, không có. À thì sếp Tiền đang nói đùa với tôi thôi. Đúng vậy, đùa vui thôi. Xưởng ép sập đúng không? Đúng. Bây giờ chúng ta qua đó xem đi. Đi nào.